Hôm nay lớp mình sẽ chào đón một bạn nhỏ vô cùng đặc biệt. Bạn ấy có đôi tay dài này và bạn ấy thường sống trong rừng. Vậy con hãy thử đoán xem đó là bạn nào? Bạn hổ! Rồi mình sẽ cùng xem nhé. Xin chào các bạn nhỏ lớp 2C. Mình là thỏ trắng đây. Xin chào thỏ trắng. Hôm nay mình đến để cùng các bạn khám phá những điều thú vị về từ ngữ và câu. Các bạn có thích chơi trò chơi không? Chơi gì? Chơi gì? Mình sẽ cùng chơi trò chơi đố đê nhé. Đố đi, đố đi. Tôi đố các bạn. Từ ngữ thể hiện tình cảm giữa sắc và tiếng trong câu chuyện tới nhớ cậu là từ nào? A. Thân thiết. B. Đi chơi. C. Cơn gió. Nó có một thời được không? Cô mời con ạ. Con thưa cô là thân thiết ạ. À, đó là từ thân thiết. Con chọn đáp án nào nhỉ? Con chọn đáp án A. Rồi, con thử bấm con chọn đáp án để kiểm tra nhé. Con kiểm tra bàn. Đấy. Rồi như vậy chúng mình thấy bạn ấy đã chọn đúng đáp án A là từ thân thiết đúng không nào? Rồi chúng mình sẽ sang câu tiếp theo nhé. Giống gì để hỏi ba điều, hỏi người và hỏi cả mình tay ghê. Con hỏi cô nào? Con là cô là một chấm hỏi à. Giống này tràn sinh, nằm ở cuối cơm. Khi gặp xong, chúng mình sẽ phải dừng lại một chút. Đố bạn, đó là giống gì? Con hỏi cả mi nào? Đúng rồi, chúng mình biết bạn. Khi bắt câu thể hiện niềm vui, buồn hay ngạc nhiên, chúng mình cần có một dấu gì ở cuối câu để thể hiện cảm xúc nhỉ? Đúng rồi, chúng mình biết bạn. Qua trò chơi, tôi thấy các bạn rất giỏi, trả lời rất nhanh. Vậy sau khi chơi, các bạn cảm thấy thế nào? Mình cảm thấy thế nào? Mời người Ngọc nào. Con thưa cô, con cảm thấy rất vui và con muốn vào giường ngày hôm nay rồi à. À rồi, cho bạn một trăm vỗ tay nào. Vậy cô thấy lớp mình chơi tham gia trò chơi rất là sôi nổi, trả lời đúng và nhanh chính xác câu hỏi mà thợ thám đưa ra đấy. Và đây cũng chính là nội dung mà chúng mình sẽ tìm hiểu trong giờ học ngày hôm nay. Chúng mình sẽ học bài luyện tập mở rộng vốn từ về tình cảm bạn bè, dấu chấm hỏi, dấu chấm than. Cô mời một bạn đọc lại cô nào, cô mời Bảo. Con thưa cô, con đọc bài luyện tập mở rộng vốn từ về tình cảm bạn bè, dấu chấm hỏi, dấu chấm than. Rất là tốt, cô mời một bạn nữa nào, cô mời Hằng nào. Giờ học hôm trước thì cô đã dặn chúng mình là về nhà tìm hiểu các thông tin trên mạng internet về các từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè, về các dấu chấm chấm hỏi và dấu chấm than. Vậy chúng mình đã tìm hiểu chưa? Đúng rồi. Chuẩn bị của cả lớp nào? Và chăm chỉ không nào? Bây giờ chúng mình sẽ mở cho con cuốn sách giáo khoa trang 84 để chúng mình sẽ cùng khám phá nội dung bài học ngày hôm nay nhé. Các bạn có biết không, có rất nhiều từ ngữ để nói về tình cảm bạn bè với nhau đấy. Nào, chúng mình cùng tìm hiểu qua bài tập 1 nhé. Vâng, các bạn cùng quan sát lên màn hình. Đọc cho con cô yêu cầu bài tập số 1. Mời bạn Hoàn Phúc nào. Con đọc bài 1, tìm từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè. Rồi, cảm ơn con. Bà yêu cầu chúng mình làm gì, cô Bạch Yến?
tình cảm bạn đen không? Con tìm được từ quý mến cô ạ. Thỏ trắng tìm đúng chưa nhỉ? Rồi ạ. Đã tìm đúng nhé. Vậy thì chúng mình cũng sẽ tìm các từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè. Các con hãy nghe rõ yêu cầu của thỏ trắng để chúng mình thực hiện nhé. Các bạn sẽ thảo luận nhóm 4. Nhiệm vụ của các nhóm là trong thời gian 2 phút, các bạn hãy suy nghĩ, trao đổi để tìm những từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè. Sau đó viết vào thẻ từ. Mỗi thẻ, các bạn chỉ ghi một từ chỉ tình cảm bạn bè thôi nhé. Chúng mình đã rõ yêu cầu chưa? Rồi ạ! Thời gian thảo luận của chúng mình 2 phút bắt đầu. Các bạn hãy lấy thẻ mà các bạn đã nhận nhé. Rồi, và từ nào mà chúng mình thấy chưa có ở trên này không?
Cô thấy cái hạnh phúc của chúng ta đã chứa đầy những từ ngữ trị tình cảm rồi đấy. Và cô thấy rất là vui và hạnh phúc. Cô cho cả lớp một tràng vỗ tay nào. Cô mời một bạn nên tập cho cô tất cả những từ mà lớp mình đã tìm được nhá. Cô mời Hằng nào. Cô đọc to nhá. Nó trở thành ếch con và ếch sẽ sống ở trên bờ, thỉnh thoảng nó
nhỉ? Rồi ạ. Chúng ta vừa tìm hiểu về cách vết. Bây giờ chúng mình cùng quan sát này. Đoạn văn này nói về tỉ là giữa tám nhỏ và nằm nặng, nhưng đang thiếu đi các từ ngữ chỉ tình cảm. Chúng mình bài yêu cầu chúng mình chọn từ trong đoạn đơn để thay cho mỗi bông hoa để hoàn thiện đoạn văn. Bây giờ chúng mình sẽ nghe rõ yêu cầu của thầy Trắng để chúng mình sẽ làm bài tập số 2 nhé. Bây giờ các bạn sẽ thảo luận theo nhóm 2. Chúng mình sẽ cùng nhau đọc kỹ từng câu và chọn từ trong mẫu đơn thay thế cho mỗi bông hoa. Khi chọn xong, hãy viết đáp án vào phiếu học tập. Đây là lúc các bạn thể hiện tinh thần đoàn kết và thông minh của mình rồi. Hãy giúp nhau chọn từ đúng để hoàn thành nhiệm vụ nhé. Các bạn hãy gọi yêu cầu chưa? Rồi ạ. Thời gian thảo luận nhóm 2 đã bắt đầu. Các bạn quay sang nhau nào. Cá nhỏ và nằm nọc
Thảo và Nàng Ngọc hãy nhớ nhau không? Nào, cô cảm ơn con. Cô Mình Nguyên nào? Hai bạn thân nên nhớ nhau. Giờ có lý do nào khác mà hai bạn lại phải nhớ nhau không nhỉ? Cô mời bạn Bảo. Vâng, thưa cô. Nhau nặng trở thành ếch nên phải lên bờ sinh sống. Cá nhỏ nhớ. Nhớ ai nhỉ? Nhớ nòng nọc à. À, nòng nọc nhớ cá nhỏ, cá nhỏ nhớ nòng nọc đúng không? À, đúng rồi đấy các con ạ. À, vì nòng nọc, khi còn là nòng nọc thì nòng nọc sẽ sống ở dưới nước. Và qua quá trình sinh trưởng và phát triển, biến đổi thì nòng nọc sẽ dần dần mất đi những cái mọc ở những cái chân lên và bị mất cái đuôi đúng không? Và sẽ biến thành trở thành ếch con. Và khi đó trở thành ếch con thì nòng nọc ếch sẽ lên bờ để sống và thỉnh thoảng nó vẫn xuống nước đúng không? Nên là hai bạn nhớ nhau vì phải xa nhau và mỗi lần nhớ cá nhỏ thì bạn ếch nhỏ lại xuống nước để vui đùa cùng cá nhỏ. Các con đã hiểu chưa? Rồi ạ. Vậy tình cảm của hai bạn như vậy, thế còn lớp chúng mình thì sao? Còn có tình cảm gì với các bạn của mình? Con hãy kể cho thầy cô và các bạn nghe nào. Cô mời bạn nào, nào hãy dặn lên. Cô mời Dương. Con thưa cô là... Nào, con có nhớ bạn nào cô? Bao giờ nhớ bạn nào không? Con thưa cô là lúc nào nghỉ hè, con rất nhớ bạn Thảo ạ. Mà vì sao con lại nhớ bạn Thảo nhỉ? Tại vì con với bạn Thảo là bạn thân thiết ạ. Thế bạn ấy đi đâu mà con lại nhớ bạn ấy? Con thưa cô là bạn thân con với bạn ấy đi chơi. À, đi chơi, thế đang chơi với nhau tại sao nhớ nhỉ? Xa nhau thì mới nhớ đúng không? À như vậy bạn rất là quý nhau đúng không? Đến nỗi là chơi với nhau rồi bạn vẫn nhớ đúng không? Nhưng mà thường là chúng ta xa nhau thì chúng ta mới hay nhớ nhau đúng không? Nào cô mời một bạn khác kể nào, cho cô vào cả lớp nghe. Mời Chi nào. Con thưa cô là thì lúc nghỉ hè vợ con không được chơi với nhau à? À con, rồi con nhớ bạn nào không? Con nhớ bạn Ngân à. À thế con nhớ các bạn của lớp mình không? Có. Rồi đấy, và khi nghỉ hè thì con cũng nhớ bạn Ngân, không chỉ bạn Ngân là bạn thân của con đúng không, mà con nhớ tất cả các bạn của lớp mình đúng không nào. Và bây giờ của lớp 2 thì mình đang học cùng nhau, sau này cũng có thể là có bạn chuyển trường hoặc chuyển lớp, hoặc cũng có thể chúng ta lên cấp 2, cấp 3 rồi có thể lên đại học, chúng ta có thể không gặp nhau nữa, không học cùng nhau nữa. Vậy lúc đấy chúng mình gặp thế nào nhỉ? Nào, mình gặp phải thế nào Duy? Rất buồn. Rất buồn đúng không? Và gì nữa nhỉ? Mời Huyền. À rồi, như vậy chúng mình chắc chắn rồi, chúng mình sẽ rất là buồn và nhớ nhau. Thế vậy thì bây giờ chúng mình đang học cùng nhau thì các bạn hãy yêu thương nhau, đoàn kết với nhau để chúng mình vui vẻ. Sau này chúng mình xa nhau có nhiều kỷ niệm nhá. Rồi, cô cho cả lớp 100 tay nào. Ở bài tập số 1 chúng mình đã tìm được các từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè. Ở bài tập số 2 thì chúng mình đã chọn một các từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè thích hợp để hoàn thiện đoạn văn. Vậy thì chúng mình sẽ sử dụng những cái từ chỉ tình cảm bạn bè trong câu như thế nào và sử dụng các dấu câu như thế nào thì chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 3 nhé. Đọc cho cô Thu nội dung của bài tập số 3 nào. Cô mời Quang Khánh. Cô thưa cô, học bài 3 chọn câu từ cột A phù hợp với ý ở cột B, nói thêm dấu câu đặt ngữ của mỗi câu. Vâng, con cho cô Thu biết này, bài 3 yêu cầu chúng ta làm gì? Mời Hằng, mời Áo Uyên. Rồi cảm ơn con. Cô đồng ý đấy. Bài 3 của chúng mình có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là chọn câu ở cột A phù hợp với ý ở cột B. Và ý thứ hai, yêu cầu thứ hai là nói tên một câu đặt cuối một câu. Vậy bây giờ cô mời một bạn đọc cho cô nội dung các câu ở cột A. Nào, cô mời bạn Ngọc. Hôm nay cô con đọc bài. Hàng ngày hai bạn thường rủ nhau đi học. Vì sao lúc chia tay Sóc khiến rất buồn. Sóc ơi tớ cũng nhớ cậu. Rất giỏi. Nào có mời con, có mời nhà nào. Con đọc cho cô một chút mượn các ý ở cột B. Hỏi nhiều chưa biết để lại sự việc. Vâng. Rồi, như vậy chúng mình đã vừa đọc nội dung của bài cột A và B. Bài yêu cầu trước tiên chúng ta sẽ nối câu ở cột A phù hợp với ý ở cột B. Chúng mình sẽ nghe bên đỏ trắng yêu cầu chúng ta làm gì nhé. Các bạn hãy lưu ý các câu ở cột A và các ý ở cột B. Nếu câu
ở bục A, vừa ý ở bục B, sao cho thích hợp. Sau đó, các bạn xác định xem sở cầu đặt cuối một câu là dấu gì nhé. Chúng mình sẽ làm bài cá nhân vào cuối học tập số 2. Thời gian thảo luận là 1 phút. Thời gian bài cá nhân là 1 phút nhé. Rồi, chúng ta có 1 phút để nối nào. Sau khi nối xong, các bạn nêu cho cô, nói cho cô dấu câu ở cuối một câu là dấu gì nhé. Sao nhỉ? À, cho bạn
bộc lộ cảm xúc à. Rất là tuyệt vời, đúng không? Thế bây giờ cô có một câu này, bạn có nhớ tớ không? Cuối câu này cô sẽ nên thử cấu gì nào? Cấu gì? Nào mời Bảo Khánh. Thưa cô là dấu hỏi chấm à. À, dấu chấm hỏi vì sao nhỉ? Bởi vì đấy là câu hỏi à. À, câu hỏi hiểu chưa biết đúng không? Rồi như vậy cô thấy lớp mình nắm rất là chắc về từ ngữ và dấu câu rồi đấy. Và hôm nay đến với lớp mình thì bạn Thỏ Trắng cũng có đôi lời nhắn gửi của chúng mình. Mình cùng nghe nhé. Gửi cho bạn. Hoạt động và công nghệ hoạt động để chúng mình học giờ sau nhé. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi.